Tử vi tuổi Hợi 6 tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người tuổi Hợi là người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Trong thời gian năm 2021, tuổi Hợi không bị ảnh hưởng nhiều của thái tuế, có thể nói là một năm Tân Sửu bình ổn của con giáp. Chính vì điều này mà gây ra nhiều bất lợi cho những người tuổi Hợi trong năm Tân Sửu. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như khó khăn, thuận lợi của những người tuổi Hợi. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong chương trình này, tuổi Hợi sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi Hợi trong 6 tháng cuối năm 2021. Trong năm 2021, người tuổi Hợi không xung khắc với thái tuế, lại không có nhiều hung tinh chiếu mệnh. Vì thế mà xuyên suốt tử vi tuổi Hợi những tháng cuối năm 2021 là cảm giác bình ổn, chưa có tín hiệu mang tính bùng nổ hay đột phá, nhưng cũng không thấy điều gì quá xấu xảy ra. Có thời điểm bình ổn gây khá nhiều bất lợi, lúc ấy rất cần phải đánh thức tiềm năng trong mình thì bản mệnh mới gặt hái được thành công rực rỡ. Cho nên trong thời điểm này, bản mệnh hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế để nghênh đón quý nhân, hóa giải mọi hung tinh, vận hạn trong năm, từ đó mang lại may mắn, bình an cho chính mình. Tử vi 2021 cho thấy trong thời gian này có thiên tài và thiên ấn trợ mệnh, tốt cho việc thăng tiến lên các chức vụ cao trong công việc. Điều này cũng thúc đẩy nhiều nguồn thu nhập phụ, góp phần cải thiện đáng kể tình hình tài chính. Đồng thời, sự xuất hiện của dịch mã Đậu tinh báo hiệu sự tất bật, sôi động trong nhiều phương diện của cuộc sống của bản mệnh. Ngoài ra, cơ hội việc làm nhiều hơn, bản mệnh thường xuyên được cử đi công tác xa, học hỏi, mở rộng tầm mắt. Tuy có chút mệt mỏi về thể chất, nhưng bù lại, tinh thần thoải mái, phát huy năng lực tiềm ẩn, từ đó thúc đẩy quan lộ thanh thang, rộng mở. Đặc biệt thời điểm này, thu nhập của bản mệnh ngày càng gia tăng do có thêm nhiều nguồn thu nhập phụ từ kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Chuyện tình cảm nửa cuối năm cũng thay đổi theo hướng tích cực hơn. Có điều, trong thời gian này, bản mệnh vẫn cần chú ý vấn đề sức khỏe. Điều khách hung tinh có thể gây bất lợi cho cơ thể hoặc mang tin buồn đến cho gia đình của bản mệnh. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của những người tuổi Hợi trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Công việc của những người tuổi Hợi trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu duy trì ở mức ổn định, không có quá nhiều căng thẳng, thăng trầm. Những người làm công ăn lương vẫn tiếp tục những kế hoạch, dự định của mình. Đây là thời điểm để nhìn lại toàn bộ quá trình phấn đấu, củng cố các kỹ năng cũ, gia tăng kỹ năng mới, tạo bước đệm, sự chuẩn bị kỹ càng cho các bước đột phá, thời điểm bùng nổ sắp tới. Thêm vào đó, hai cát thần thiên bài và thiên ấn xuất hiện trong vận trình, mang tới không ít cơ hội tốt cho việc thăng tiến lên các chức vụ cao trong công việc của tuổi Hợi. Điều đó cũng thúc đẩy nhiều nguồn thu nhập phụ, góp phần cải thiện đáng kể tình hình tài chính trong thời gian này. Trong 6 tháng cuối năm, mặc cho những khó khăn mang tính thời cuộc chủ quan tác động
Nhưng các chuyên gia phong thủy có nói rằng tuổi Hợi vẫn có nhiều cơ hội việc làm tốt. Vì thế, bản mệnh không phải lo lắng nếu vấp phải những trở ngại ban đầu, nhất là những ai vừa mới bắt đầu đi làm hoặc khởi nghiệp riêng cho mình lại càng phải vững vàng tâm trí. Ngoài ra, các chuyên gia phong thủy khuyên nếu muốn công việc suôn sẻ và làm ăn tốt lành thì những người tuổi Hợi cần mang bên mình pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, cát lành và may mắn về cho bản mệnh. Đồng thời khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hành thông, phát triển, quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Xét về tổng thể tử vi của tuổi Hợi nửa cuối năm 2021 về tài lộc có xu hướng gia tăng, đa phần ở các nguồn thu nhập phụ như kinh doanh nghề tay trái, bảo hiểm, đầu tư chứng khoán, bất động sản. Thu nhập chính hầu như khó tăng, nhất là ở nhóm người làm công ăn lương. Ngược lại, nhóm người làm tư, làm chủ hoặc chuyên đầu tư lại có triển vọng tốt về thu nhập chính. Tuy nhiên, đa phần tuổi Hợi không quá coi trọng vật chất, không quá tham vọng về tiền bạc. Trong thời điểm vận khí bình ổn như hiện nay, người tuổi Hợi lại càng dễ thiếu động lực phấn đấu làm giàu. Ngược lại, nếu thêm một chút tham vọng, một chút mạo hiểm, bản mệnh sẽ gặt hái thành quả khá rực rỡ về phương diện này. Lại còn có dịch mã động tình xuất hiện, mang theo sự thay đổi linh hoạt. Bản mệnh chỉ cần dám nghĩ, dám làm và quyết tâm cao độ, tiền bạc chỉ là vấn đề nhỏ nằm trong tầm kiểm soát. Ngoài yếu tố tham vọng và quyết tâm, chỉ cần một chút yếu tố may mắn và cát lành. Chính vì vậy, bản mệnh hãy đem bên mình pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp bản mệnh xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Từ đó, chiêu tài lộc, tăng may mắn, cát lành và tăng vận khí cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân tương trợ giúp đỡ, phát triển sự nghiệp, việc kinh doanh và đầu tư trong năm 2021. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Tử vi 6 tháng cuối năm 2021 cho thấy vận khí bình ổn mang tới khá nhiều thuận lợi cho phương diện tình cảm của những người tuổi Hợi. Tuy nhiên, với những người độc thân thì đây lại không phải là tín hiệu tốt. Bản mệnh vẫn cố chấp với những suy nghĩ không mấy tích cực, ghét thay đổi nhịp sống hiện tại, không thích bị làm phiền hoặc lo lắng, sợ hãi khi nghĩ tới trách nhiệm, sự ràng buộc. Bởi vậy mà tình duyên vẫn khá lần đận. Còn với những ai đã có đôi, có cặp hoặc đã lập gia đình, tình cảm ngày càng thắm sắc, có thể đón hỷ tín, tin vui về chuyện con cái. Cho nên, để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên người tuổi Hợi hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những người độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Bản thân người tuổi Hợi vốn đã mang cho mình nhiều phúc khí nên sức khỏe khá tốt, ít đau ốm hay mắc bệnh tật nghiêm trọng. Trong nửa cuối năm 2021, vận khí bình ổn, bản mệnh không phải lo ngại quá nhiều về vấn đề sức khỏe. Nếu có, cũng chỉ là do những lúc tinh thần căng thẳng mà mệt mỏi, đau đầu. Chỉ cần giải tỏa kịp thời là mọi thứ lại đâu vào đó. Có điều, bản mệnh vẫn cần đề phòng điều khách hung tinh, mang điềm báo tai nạn bất ngờ hoặc gia đình có tin buồn. Nhắc nhở bản mệnh cần đi đứng cẩn trọng, đồng thời giữ tâm thái, điềm đạm, sẵn sàng ứng phó với những chuyện bất ngờ xảy ra. Vì vậy, để có thể có một năm bình an, bản mệnh hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp bản mệnh xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ người tuổi Hợi suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi Hợi trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Tiếp theo, xin mời mọi người hãy cùng theo dõi chi tiết từng tuổi Hợi trong thời điểm này để có thể hiểu rõ hơn. Đầu tiên là tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Đối với các bác tuổi Kỷ Hợi mà nói thì nửa cuối năm 2021 là khoảng thời gian bình ổn, không có nhiều biến động nhưng cũng không tránh được những chuyện bất ngờ xảy ra. Vận trình được quý nhân che chở, dù trong tình huống khó khăn,
các bác cũng sẽ sớm tìm được lối thoát và phá vỡ thế bế tắc. Tuy nhiên, vận may chỉ quyết định một phần, chủ yếu vẫn phải dựa vào nỗ lực thay đổi và hoàn thiện của chính bản thân thì mới mong cuộc sống êm ả. Các bác tuổi Kỷ Hợi tốt nhất nên chuẩn bị trước tâm lý, cho dù phải đối diện với những trắc trở, khó khăn nào cũng không nên nhu trí, sợ hãi hay bi quan, mà nên giữ tâm lý ổn định, tích cực thì vận số trong thời gian này sẽ trôi qua êm đềm. Tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Nửa cuối năm 2021 là thời điểm dài có lợi cho đường công danh, sự nghiệp của các cô chú tuổi Tân Hợi. Cơ hội phát triển trong thời gian này tăng lên, lại thêm được quý nhân nâng đỡ, nhờ vậy mà cô chú có thể nhận được sự công nhận và đánh giá cao từ mọi người nhờ những gì mình đã làm. Tuy nhiên, áp lực cũng không nhỏ, đòi hỏi cô chú phải luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đương đầu với mọi việc, tránh cơ hội trôi qua mất. Ngoài ra, vấn đề tình cảm, gia đình nhìn chung bình ổn, dù có khúc mắc cũng nhanh chóng được giải quyết và làm lành. Tử vi tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Với anh chị tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, sau tháng cuối năm, anh chị sẽ đón khá nhiều thách thức. Cơ hội phát triển tăng lên, đi kèm là thách thức và áp lực. Đòi hỏi tâm lý anh chị phải thật vững vàng thì mới có thể đối phó với mọi điều xảy đến. Anh chị đừng quá lo lắng, vận quý nhân trong thời gian này khá vượng. Dù tình huống có khó khăn đến đâu, rồi cũng sẽ nhận được sự tương trợ và chỉ đường dẫn lối kịp thời để khơi thông thế bế tắc. Ngoài ra, trong thời gian này, mưu sự dễ thành, gia đạo ấm êm, con cái học hành, chăm ngoan, giúp anh chị được nhẹ nhàng đầu óc, tâm lý thoải mái. Thứ tư, tử vi Ất Hợi sinh năm 1995. Bước vào năm 2021, vận trình của các bạn tuổi Ất Hợi may mắn được ấn quan trợ mệnh, nên công việc suôn sẻ, sẽ được quý nhân chỉ dẫn và giúp đỡ tận tình. Cơ hội sự nghiệp nhiều lên, việc học hành thi cử cũng đạt kết quả tốt. Ngoài ra, trong thời gian này, tài lộc khá ổn định, chủ yếu đến từ công việc chính, như mức thu nhập này đủ để các bạn trang trải cuộc sống hàng ngày. Các bạn tuổi Ất Hợi còn nhận được sự ủng hộ và động viên từ gia đình, nên có thể thoải mái theo đuổi điều mình thích, không có gì phải lo lắng. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu hung cát từng tháng của tuổi Hợi trong vận trình 6 tháng cuối năm. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Theo tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy, mệnh chủ tuổi Hợi sẽ có một tháng bận rộn, tất bật, nhưng làm nhiều chưa chắc được hưởng nhiều. Tương hại xuất hiện có dấu hiệu cạnh tranh mạnh, mâu thuẫn, lục đục nội bộ. Thời điểm này, bản mệnh tốt nhất nên tập trung làm tốt công việc của mình. Bản mệnh tuyệt đối không tham gia vào các cuộc tranh đấu nội bộ, kẻo hại thân. May mắn, tài lộc của tuổi Hợi trong tháng có tài tinh chiếu mệnh, nhưng mới chỉ khởi sắc ở mức độ vừa phải, chưa thực sự mạnh. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh, buôn bán có phần chững lại, thiếu sự đột phá. Tháng cô hồn, bản mệnh cần coi trọng đầu tư, kinh doanh, kẻo bị thua lỗ. Tháng 8 âm lịch. Tuổi Hợi nên chú ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân trong tháng 8 âm lịch. Do vận khí giảm sút nên tháng này nguy cơ bệnh tật của bản mệnh sẽ cao hơn. Ban đầu bản mệnh có thể chỉ thấy cơ thể luôn mệt mỏi, thiếu năng lượng. Nhưng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Bản mệnh trở nên chủ quan với những tín hiệu bất thường mà cơ thể lên tiếng. Sức khỏe giảm sút cũng kéo theo trạng thái tinh thần của bản mệnh khó có sự hăng hái cần thiết khi làm bất cứ việc gì. Đặc biệt là trong công việc, bản mệnh làm việc như một cỗ máy, mất đi sự hào hứng như trước đó. Cho nên bản mệnh cũng không thể bỏ qua việc nuôi dưỡng tinh thần. Tử vi tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch, vận trình sức khỏe của người tuổi Hợi vẫn chưa được tốt. Bản mệnh cần chú ý việc nghỉ ngơi, sinh hoạt khoa học. Rất có thể sức khỏe suy giảm cũng sẽ kìm hãm sự nghiệp. Bản mệnh có nhiều tham vọng muốn thực hiện nhưng cơ thể lại không cho phép. Do đó bản mệnh thường xuyên cảm thấy bất lực trong tháng này, khiến tâm trạng ngày càng buồn chán. Tài vận của bản mệnh thời gian này cũng khó mà như ý khi thu nhập không có dấu hiệu tăng. Kiếm tiền khó khăn mà tiêu thì quá dễ dàng. Các khoản chi tiêu tháng này phát sinh nhiều lại có dấu hiệu phá tài, bản mệnh cần thận trọng. Tháng 10 âm lịch. Sang tháng 10 cũng chính là tháng của bản mệnh.
Tuổi Hợi đương đầu với Thái Tuế, vận trình tiềm ẩn nhiều hung hiểm. Do đó, bản mệnh cần phải luôn nhắc nhở bản thân, làm gì cũng thận trọng, tính toán kỹ càng trước khi hành động. Trong tháng, công việc thì trì trệ, thiếu tính chân chu, lại có điểm báo cạnh tranh, đấu đá và tiểu nhân hãm hại. Dù không có ý tranh giành, bon chen, nhưng bản mệnh vẫn có thể bị lôi vào cuộc vì sự càn nệ. Cho nên bản mệnh cần phải thận trọng trong việc tin tưởng những người xung quanh và đề phòng bị đâm lén sau lưng. Ngoài ra, đây cũng không phải là tháng thích hợp cho việc đầu tư, kinh doanh. Bản mệnh chớ vì cả tin mà bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Tháng 11 âm lịch. Trong tháng 11 âm lịch, vận trình của tuổi Hợi có dấu hiệu khởi sắc về tài vận. Nên dù công việc gặp khó khăn nhất định, nhưng bản mệnh cũng được an ủi phần nào. May mắn về tài chính cũng giúp bản mệnh không còn nỗi lo về tiền bạc. Nghĩ đến từ thu nhập chính thì còn dựa vào khoản tích lũy lâu dài và biết đầu tư đúng chỗ, việc làm ăn diễn ra suôn sẻ. Bên cạnh đó, dù công việc có trở ngại, nhưng bản mệnh cũng không nên nản chí. Và sự khởi đầu nan, hãy cứ tin rằng những nỗ lực hiện tại của mình rồi sẽ được đền đáp xứng đáng ở một thời điểm không còn xa. Tháng 12 âm lịch. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình của tuổi Hợi vẫn duy trì ở mức vượng phát như tháng trước. Số dư tài khoản ngày càng tăng lên. Đây cũng là tháng bản mệnh nhận được các khoản tiền thưởng cuối năm, nên không phải lo lắng nhiều về tiền bạc. Như vậy, chi tiêu sắm Tết khá rủng rỉnh, không phải suy tư nhiều. Ngoài ra là tháng cận Tết nên khối lượng công việc dồn dập, nhiều kế hoạch cần quyết toán cuối năm, nhưng bản mệnh vẫn có thể xử lý đâu vào đấy. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của mệnh chủ tuổi Hợi. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.